Sáng sớm nay là khoảng thời gian rét nhất của đợt khi mà trời vừa có mưa và nền nhiệt ở miền Bắc tiếp tục giảm sâu. Từ vùng núi cho đến khu vực đồng bằng thì nhiệt độ thấp nhất vào sáng sớm nay phổ biến từ 5,4 cho đến 9 độ và cá biệt như là tại Mẫu Sơn, Lạng Sơn nhiệt độ hạ xuống âm 1,1 độ khiến cho băng giá tiếp tục tái diễn và bao phủ khắp khu vực này. Dự báo trong chiều nay thì nhiệt độ có tăng thêm khoảng từ 3 đến 5 độ so với lúc sáng sớm nhưng vẫn trong ngưỡng rét hại và cao nhất toàn miền phổ biến từ 10 cho đến 14 độ. Và khả năng là đợt rét đậm rét hại lần này sẽ kéo dài trong 4 ngày nữa. Quý vị nếu có kế hoạch đến với những vùng núi cao để ngắm băng giá thì quý vị lưu ý là khi di chuyển có một mặt đường sẽ bị rất trơn do dễ gây tai nạn. Chính vì thế mà quý vị chú ý là chúng ta nên đi theo đường chỉ dẫn và đi chậm và không phanh gấp. Còn với thủ đô Hà Nội thì dự báo nhiệt độ cao nhất trong chiều nay sẽ vào khoảng là 13 độ, trời không mưa nên cảm giác sẽ đỡ buốt giá hơn. Đến tối thì nhiệt độ sẽ lại quay về chu trình giảm nhiệt, 22 giờ thì nhiệt độ hạ xuống chỉ còn là 11 độ và đến sáng mai thì hạ xuống còn là 10 độ. Trong khi đó ở thành phố Hồ Chí Minh thì hôm nay thời tiết vẫn khá chiều lòng người, dự báo nắng đẹp và duy trì trong cả chiều nay, không khí thoáng đãng mát mẻ, nhiệt độ cao nhất ở khu vực này sẽ vào khoảng là 32 độ. Đến chiều tối và đêm thì khả năng xuất hiện mưa ở một vài nơi. Còn bây giờ xin mời quý vị tiếp tục với những thông tin khác của Chuyển động 24 giờ.